Xin chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình sáng chủ nhật ngày 28 tháng 5 của STV. Thưa quý vị, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay sắp kết thúc. Các đơn vị doanh nghiệp đang hưởng ứng như thế nào? Câu chuyện sẽ được phản ánh trong phần sau của chương trình. Một mỗi ngày một việc tốt sẽ có phóng sự, những ngôi nhà thắm tình đoàn kết, phản ánh về hoạt động xóa nhà tạm cho hộ nghèo bằng nguồn xã hội hóa, kêu gọi từ các nhà hảo tâm và cộng đồng tại thị trấn Mộc Châu. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức. Chất lượng tín dụng các ngân hàng xấu đi trong quý 1 khi nợ cần chú ý và nợ xấu tăng mạnh do ảnh hưởng từ khó khăn của bất động sản và tài chính tiêu dùng. Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, tăng mạnh nhất là nợ cần chú ý nhóm 2, nợ nhóm tiêu chuẩn nhóm 3 và nợ nghi ngờ nhóm 4. Theo số liệu từ ngân hàng nhà nước, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành đã tăng lên mức 2,91% vào cuối tháng 2 năm nay so với 2% thời điểm cuối năm ngoái. Theo VPBank tình hình khó khăn của nền kinh tế được phản ánh trong quý đầu năm nay khi nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng khách hàng cá nhân cũng bị ảnh hưởng dẫn tới tình trạng nhiều khoản vay không đảm bảo khả năng chi trả thêm vào đó khủng hoảng của một số tập đoàn bất động sản dẫn tới sự mâu thuẫn giữa nhà phát triển và người mua về chính sách hỗ trợ lãi vay khiến một số khoản chuyển thành nợ xấu Những năm qua, cơ cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh có bước dịch chuyển theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, chuyển dần từ chế biến thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm. Công nghiệp chế biến nông sản có sự tăng trưởng nhanh qua các năm, tỷ trọng công nghiệp chế biến nông sản trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng từ 68% năm 2018 lên 73% năm 2022, chủ yếu là chế biến các sản phẩm từ cà phê, nhãn, xoài, mận, chuối, chanh leo, dứa, sơn tra, chè. Sơn La đang nỗ lực xây dựng tỉnh thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc. Tỉnh đã chú trọng mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao đối với các cơ sở đã có, phát triển thương hiệu thế mạnh, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Tiêu biểu như đầu tư chiều sâu, nâng công suất nhà máy sữa Mộc Châu, chế biến sữa tươi tiệt trùng 100 tấn một ngày, sản xuất sữa chua công suất 30 tấn mỗi ngày, nâng cấp nhà máy chế biến đường Mai Sơn công suất lên 5.000 tấn mía cây trên ngày, mở rộng và phát triển thêm một nhà máy chế biến tinh bột sắn BHL ở Mai Sơn, công suất chế biến 300 tấn tinh bột một ngày. Đặc biệt, trung tâm chế biến rau quả đối với cô Sơn La với tổng công suất 5.000 tấn sản phẩm trên năm vừa được khánh thành với công nghệ hiện đại tạo ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, hoàn thiện về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính nhất trên toàn thế giới. giai đoạn 2023-2027 tỉnh Sơn La có 2066 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách theo quy định tại quyết định số 12 ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các ủy chính quyền các cấp ở Sơn La đã thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín. Theo đó, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình và cộng đồng noi theo, tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp và bảo vệ môi trường. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La đã và đang phát huy vai trò tiên phong để nói dân tin làm dân theo. Không chỉ là hạt nhân đoàn kết, họ còn trực tiếp có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của các khu vực vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thời gian qua, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh Sơn La tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển cả về quy mô và chất lượng theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường. Hiện tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La có trên 114.300 con, đàn bò trên 388.500 con, tăng 3,75%, trong đó đàn bò sữa trên 26.100 con, giảm 6,87% so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò phát triển khá do được hỗ trợ vốn, kỹ thuật chăn nuôi và có thị trường tiêu thụ, giá ổn định, hiệu quả kinh tế cao. Đàn lợn ước đạt trên 626.900 con, tăng 1,51% so với cùng kỳ do dịch tả lợn châu Phi cơ bản được kiểm soát, người dân tập trung tái đàn. Đàn gia cầm ước đạt 7 triệu 580 000 con, tăng 5,02%, trong đó tổng đàn gà là 6 triệu 415 000 con, tăng 5,68%. Tổng đàn gia cầm tăng do giá cả ổn định và không bị dịch bệnh, đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định bền vững, đáp ứng sản lượng thịt hơi xuất chuồng, đảm bảo chất lượng, cung cấp cho thị trường, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước tính 2.248 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Thịt bò hơi xuất chuồng ước tính 2.859 tấn, tăng 3,73%. Thịt lợn hơi xuất chuồng ước tính 22.090 tấn, tăng 6,21%. Thịt hơi gia cầm ước đạt 6.043 tấn, tăng 5,67%. Thời gian qua, cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế liên tục có công văn gửi các địa phương về phòng chống ngộ độc do Clostridium botulinum. Theo đó, Bộ khuyến cáo người dân không sử dụng giò chả không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh biện pháp vệ sinh bao gói sản phẩm, hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không tạo điều kiện môi trường yếm khí thuận lợi cho Clostridium botulinum phát triển. Thời gian tới, tiếp tục tập trung thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, ngăn chặn kịp thời cơ sở kinh doanh sản xuất giò trả không đảm bảo an toàn, có nguy cơ phát sinh lây nhiễm do botulinum. Đình chỉnh ngay hoạt động của cơ sở gây ra ngộ độc, cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. <laughs> Thưa quý vị, tháng công nhân năm nay có chủ đề Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tổ chức các chương trình hoạt động thiết thực, đồng thời thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dung. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phú Yên hiện có gần 500 công nhân, chủ yếu là lao động tại địa phương. Năm 2022, vượt qua những khó khăn của dịch Covid-19, sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên và người lao động, công ty đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, công nhân viên trong công ty. Bám sát cái sự chỉ đạo của công đoàn cơ sở cấp trên, phối hợp với ban đạo công ty tổ chức đối thoại đối với người lao động để đảm bảo cái hài hòa quyền lợi lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động để hưởng ứng cái tháng công nhân thì công ty cùng với phối hợp cùng với ban thành công đoàn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn lao động công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhằm mục đích để đảm bảo cái môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay, ngành lao động thương binh và xã hội Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tháng hành động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.000 doanh nghiệp với tổng số hàng nghìn lao động làm việc trực tiếp. Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Bản thân tôi là một công nhân với đặc thù môi trường chúng tôi làm việc thì chúng tôi luôn chấp hành các nội quy của nhà nhà ban lãnh đạo nhà máy đề ra lúc sửa chữa thì anh em chúng tôi vẫn đảm bảo về bảo hộ con người cũng như là máy móc thiết bị sau tháng cao điểm thực hiện an toàn vệ sinh lao động các địa phương đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động. Để triển khai thực hiện có hiệu quả cái Luật An toàn vệ sinh lao động và giảm thiểu cái rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh, thì các cấp các ngành đặc biệt là các cái tổ chức sử dụng lao động cần phải tập trung để tuyên truyền cho người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn lao động, đặc biệt là cái việc mà sử dụng các cái trang bị bảo hộ lao động trong quá trình lao động cũng như là chấp hành nghiêm cái các cái quy trình, cái quy chế vận hành các cái máy móc thiết bị. Thời gian tới các địa phương đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, công nhân và người lao động. Các hoạt động phải thiết thực các chương trình phải hiệu quả, cách làm phải sáng tạo, tất cả hướng đến nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện của người lao động. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với người lao động để giải quyết kịp thời những vấn đề cần được quan tâm, thảo gỡ. Câu chuyện phản ánh về hưởng ứng tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay sẽ được phản ánh chi tiết hơn trong chuyên mục Lao động công đoàn phát sóng vào 20 giờ 40 phút tối nay trên kênh STV. Quý vị quan tâm chú ý đón xem. Khép lại câu chuyện ngày mới, chương trình tiếp tục với mỗi ngày một việc tốt. Thưa quý vị, trong những năm qua cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã huy động được nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tại thị trấn Mộc Châu, để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là về hỗ trợ xây nhà, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, địa phương này đã chỉ đạo khảo sát, kiểm tra phân loại đối tượng khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ công chức, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức gặp mặt các đơn vị doanh nghiệp ở trên địa bàn thế và được sự đồng hành của các doanh nghiệp ở trên doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh ở trên địa bàn. Chúng tôi huy động trên 300 triệu chúng tôi đang thực hiện bốn chương trình là xây mới và cải thiện nhà, nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, người có công và là đối tượng bảo trợ xã hội ở trên địa bàn. Là hộ cận nghèo sống đơn thân, hưởng bảo trợ xã hội do mắc bệnh tâm thần nên không minh mẫn, các con đi lấy chồng xa. Bao năm qua ông Mão phải sống trong ngôi nhà nhỏ siêu vẹo, chật hẹp. Niềm vui đã đến khi ông Mão được thị trấn Mộc Châu các nhà hảo tâm Cùng với sự hỗ trợ của bà con trong tiểu khu giúp đỡ ngày công chuyển nguyên vật liệu, san nền và anh em họ hàng, gia đình ông đã xây mới cho ông Mão một ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích 60m2 với tổng chi phí hỗ trợ 160 triệu đồng. Ủy ban thị trấn Mộc Châu đã uh, chung tay và góp tiền và tất cả toàn thể nhân dân đã giúp đỡ cho làm nhà, làm cửa cho bố tôi ạ. Thì bố con tôi không biết nói gì hơn xin cảm ơn tất cả các bác và Gia đình bà Trần Thị Sinh ở tiểu khu 3 thị trấn Mộc Châu là một trong những gia đình được thị trấn Mộc Châu hỗ trợ sửa lại nhà ở trong năm 2023. Là hộ đơn thân, hưởng bảo trợ xã hội do mắc bệnh hiểm nghèo, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhà ở rột nát, không có điều kiện để sửa chữa hoặc xây mới. Với số tiền 63 triệu đồng kêu gọi từ nhà hảo tâm doanh nghiệp, ngôi nhà cấp 4 vừa sửa chữa lại chắc chắn là mơ ước bao lâu nay của gia đình bà Sinh được các nhà hảo tâm rồi các cơ quan đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo của huyện, của thị trấn, của tiểu khu rồi doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ kể cả về tinh thần vật chất. Đến nay là nguyện vọng của tôi đã được ở một ngôi nhà khang trang sạch sẽ về cuối đời để tôi yên tâm điều trị và chữa bệnh vươn lên trong cuộc sống. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo khó khăn về nhà ở là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các hộ gia đình và tấm lòng sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng. Niềm vui nhân đôi để tạo thêm động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Vâng, nhờ sự chung tay của cộng đồng đã giúp nhiều gia đình khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà mơ ước vươn lên trong cuộc sống. Tinh thần lá lành đùm lá rách vẫn đang tiếp tục được phát huy, lan tỏa tấm lòng nhân ái trong xã hội. Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào Ngày Mới Sáng Nay. Chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại!